Liệu không? Sao chạy? Thì máy bẫy thì chạy nó đó, nhưng mà sợ chạy không kịp thôi á. Sao gầu dưới cho hai anh thở? Chạy thì chạy rồi đó. Mà không biết nó chạy sao hả? Giờ nó không chịu tắt. Trời ơi. Mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại chỗ làm của Hoàng Thanh. Hoàng Thanh vừa làm xong cái máy này các bạn. Cái máy này lúc trước là mua ở ve chai. Hình ảnh thì mình có thể xin Hoàng Thanh vài tấm trước khi mà được đẹp như vậy. Mình cho mọi người coi là cái mức mà tàn tạ nhung nhang của cái máy này ha. Thì sau khoảng thời gian mấy tháng Thanh? Một tháng gửi. Hoàng Thanh cũng chắc có lẽ cũng liên hệ tới Lâm Trắng Anh các bạn xin ít bùa ít phép gì độ chế nó mới được màu mẹ vậy nha. Bề ngoài thì nhìn nó khá là đẹp đó, nhưng bên trong không biết sao. Cái máy này là Hino KE100 bê tông EK100. Đúng rồi, EK100 bê tông là một tắc 37. Mã lực thì Hoàng Thanh có nói là tầm khoảng 320, đúng không Thanh? Em không nhớ chính xác nữa, nhưng mà em nhớ là tầm 300 mấy. Khoảng mình nôm na là khoảng đó nè các bạn. Thì trước khi chút xíu nữa Thanh đề lên thì mọi người mình sẽ cho mọi người thấy cái hình hài cận cảnh nha. Như nhìn cái góc nhìn này thì mọi người thấy đẹp phải không? Màu mè lên nó rất là mát rồi. Nhưng mà cho các bạn xem những cái chỗ gần đây. Cái chỗ này là chỗ này là Hà ăn nè, thôn đục nè. Còn cái chỗ này là lỗ khót cái gì mát máy các bạn, giống như nó nóng quá. Rồi bạn Thanh nó không có chơi nước mà đục lỗ này cho nó hơi nó thoát ra cho nó mát. Đây là những ống dầu chả nè, không có thể nào mà mục được nữa, vì nếu mục nữa thì sẽ mua ống mới. Nè xét em dán keo đây hết rồi nè, dán keo nguyên đường. Ôi là trời, nó nhìn giống như nó cháy các bạn. Đây tới phần con heo đó, mọi người thấy không, trời ơi. Mình không biết dùng cái từ gì mà diễn tả cái mức độ mà nhan sắc của con heo luôn các bạn. Đây nè. Này em lấy cổ của thằng Bixu Bixi 8 DC 9 bỏ vô. Này nó đây. Chỗ này giống như là cái mức báo dầu có lên luôn nè các bạn. Chỗ này là bùa phép nè ha, Lâm Trắng Anh mới dán vô. Rồi đây, đây mới là cái siêu phẩm nè các bạn. Mọi người thấy gì chưa? Lực nhớt hiệu Mắc in Việt Nam. Cuồng xong thì trong nó lủng. Cái máy này thì Hoàng Thanh là có nghĩa là phục vụ cho cái kênh của Hoàng Thanh thôi nha, không có nhu cầu mua bán. Nếu mà mọi người mà cảm thấy mà ưng mắt muốn mua luôn, Hoàng Thanh vẫn bán, nhưng mà mọi người phải có cái sức chịu đựng hành hạ nha. Nó như vậy đó các bạn. Đó là bề ngoài thì dặm sơn lên nhìn nói chung thì cũng đẹp, cho cái máy này tầm 6-7 điểm thôi các bạn. Nhưng mà quan trọng một đề một cái là làm xong là chưa đề luôn hết anh. Chưa, em chuẩn bị đề thử luôn. Đó là Hoàng Thanh chút xíu đề đầu tiên chắc mình nghĩ. Biết nó chạy không đó. Biết nó chạy không đó là một chuyện đó các bạn. Đầu tư nguyên cả hai cặp bình hết mấy triệu à. Cái cặp bình này là giá trị nó cao hơn mấy các bạn. Cái 3 triệu mấy hai cái thì 7 triệu. 7 triệu. 7 triệu. Chứ không giá này nó là 7 triệu là hơn cái máy rồi. Trời ơi cái máy rồi, mấy giờ chài nữa. Thôi mình cũng không biết review cái gì tại vì nhan sắc nó vậy rồi. Bây giờ sẽ đề lên cho mọi người chiêm ngưỡng nha. Làm đi anh ơi. Đây cây đây là những cái món mà sau khi Thanh phục hồi cái máy này là những cái gì không xài bỏ ra nè. Trong đó thì bao gồm những cái lò xo xúc bắp. Lò xo gãy luôn rồi. Rồi lá phiếp. Đúng rồi, gãy luôn. Tại vì bỏ rất là lâu cho nên là những cái chi tiết nó xét rất là nhiều các bạn. Và đây là những cái bét mà đã hoàn toàn là không thể nào mà tháo ra khắc phục được ha. Đây, Thanh thì đang châm dầu. Châm nhớt luôn các bạn. Thấy dàn cò thì nhìn rất là mới.
tại vì mới rửa mới sơn nhưng mới sạch các bạn, nên rất là mới nha. Không biết chút đề nhất cái bơm thanh em cũng không biết, bơm nhớt thì chắc còn bơm được đó. Sơn là màu trắng nè, còn cái cặp tè ở dưới các bạn không biết là còn miếng sắt ở trong không, tại vì thanh lắp keo lên hết nè, nó bị lủng rất là nhiều. Cái này là dễ mục nhất và dễ xét nhất, lý do là không có nhớt bên trong, để 5 tháng nó mỏng á, sắt nữa hoàn toàn là bằng keo hết rồi ha. Còn cái này là hai cái ống của lúc trước của nguyên bản cái máy á, là đây là cái xương hàng nhớt là mát, bên này thổi ra thì bên này sẽ chảy vô lại, trong này nó có cái bơm nhớt nè, bây giờ mắc rồi sử dụng cái ống luôn. Tính ra là cái lúc trước của nó thì không thể nào biết được, tất cả là bên ngoài là chỉ là nước sơn thôi các bạn, còn cái nội thất bên trong thì coi như là nó không có được lâu đâu. Nói chung là tại vì cái này mình quay mình nói thôi chứ thật sự mình cũng riêng anh em thôi, đừng là nhấc mới đó anh này. Sợ khi nào nhớ tái chế luôn không? Em tính mua nhớt cũ đổ vô mà sợ nó máy mình cũ rồi, mua nhớt cũ nó không chạy. Cái này thì nãy mình nói nhớt tái chế là nói cho vui thôi nha, vô mình giải lắp cho anh Trâm cái này vui lên. Dở hay là dặn vậy Thanh? Dặn không, cái lắp đó không có chạy chăm được đâu. Gì là lắp này hả? Tại vì chăm đường này là nó ra đường này nè. Quên nữa. Nó giống như bị tiêu chảy vậy các bạn. Chăm đường này xì đường này. Đúng là tiền học của nó mình tiêu nó. Nhìn từ ngoài là chết liền. Đúng là người ta nói là có câu là tốt cổ không có muốn sơn ở đây, nhìn nước sơn đâu. Ủa mấy cái đen đen là keo AB hay sao Thanh? Không, cái đó là ống ghim của nó, có cái chỗ này em chắc keo nè, còn cái đó là ống ngủ của nó đóng vô luôn. Nó, trời để lâu nó tháng quá nó đóng vô luôn trời. Mấy ống này. Không biết chạy lát nó bơm dầu lên nó có bị ai sao không đi nè, cũng đang hồi hộp. Đây mọi người thấy là nếu mà bơm cao áp mà nó bơm mạnh quá thì chỗ này có nguy cơ là nó sẽ bị trong dầu đó em không biết là có xì không nữa. Xì đổ mọt không nữa nè. Quá thế cái ống rồi. Dầm dầm á, cắt te nó có lủng chị nhớ. Sao gầu dữ vậy anh, không tự tin gì chứ gì. Đây, phía trước thì cái bu ly phía trước Thành cũng bỏ ra luôn rồi, tại chưa có sử dụng tới. Để bu ly đó kìa. Đó. Thấy rồi, chà bá đằng kia các bạn. Gon thì được, cái này là gon tự chặt hay là con mua nguyên bộ Thanh? Gon nguyên bộ của nó. Bộ chứ mà chặt cái này chắc có 3 ngày chưa xong nó bị bộ gòn nữa. Gòn hãng luôn ha. Isuzu EK 100. Trời ơi dưới này lớp nào keo, lớp nào gòn rồi phải chim mấy cái miếng lông đền của bà không có là ốc bắt không được luôn á, tại vì nó mục hết trơn rồi nè. Coi nè. Điều gan luôn. Cũng hên là cái lóc máy này nó bằng gan bằng kim loại khác, bên nếu bằng sắt chắc mình nghĩ nó cũng đi luôn rồi. Ốc này được thay thế mới hết nè, chơi bằng inox luôn. Còn bô thì sao, cái co bô thì bỏ hết cái này vậy. Chắc có bữa có lẽ là cái bữa bắn ra nó gãy hai con luôn. Rồi nhớ thì cũng đã xong, dầu cũng đã lên. Giờ là sẽ chuẩn bị lại nha. Nó không lên là không có chạy được. Trên bấm quay nha. Đây gói quá. Giờ anh Văn Lợi Nguyễn lại phụ một tay với Thanh các bạn. Sẽ đè lên ha. Phải có một người đè cọc bình nữa trời ơi. Đúng rồi. Đem lên cái mỗi cái bấm nha. Dùng cầm bấm đi sao. Rồi. Tiếp tục. Rồi bên kia Thanh quay tay giữ các bạn. Ngày nó mới tẹt á anh ơi.
Thanh ơi, xì nhớ, chào nhớ kiểu gì Thanh. Rồi. Ủa, chết ta. Cái con ốc ủa cái con gì tôi tìm đây lại 8 triệu. À, gì gầu vậy. Mai 8 triệu bạn ơi. Nhất nhất mới luôn á. Nhất vậy mới chán luôn. Đào tiền dữ rồi. Đi tóc mặt cậu đi tóc lên view cao mà. Chết mẹ. À, đứng đi quay sao sợ giật tóc các bạn. Tìm mà mình phải tìm cách chạy cũng được. Ủa làm gì Thanh? Sao cái góc quay này thấy ngồi quá Thanh? Cái góc quay nó kỳ kỳ cơ. Giống quay tay quá vậy sao? Hai tay luôn rồi, một tay không ra rồi quá, không lên dầu rồi. Gầu chứ gì trời. Muốn chạy được các bạn. Muốn rồi đó. Chạy đó, chạy đó. Bạn từ từ canh góc máy lại xem xử lý không? Xử lý sao giờ? Không ấy Thanh qua đề đi cho anh hai ảnh xử lý con heo. Rồi rồi, máy nó đề máy. Trời chiều của lọc mấy cổ. Đó, đó. Có hy vọng các bạn. Rồi nó giặt dữ vậy ta. Sao nó dặn chạy đích Hà Nội mà cái đầu nó Sài Gòn gì. Rồi bây giờ đổi tài các bạn. Tài kia bao không nổi rồi, giờ chơi tới tài mới rồi. Thanh có hỏi là cái máy này bao lâu chưa chạy không Thanh? Này là hình như chưa xiết con dầu hết. Liệu không? Sao chạy? Thì máy bảy chạy nó đó nhưng mà thợ thì chạy không kịp thôi á. Sao gầu dưới cho Thanh thợ? Chạy rồi đó. Mà không biết nó chạy sao hả? À, giờ nó không chịu tắt. Ê, Phan từ từ quay cái máy kia cho anh với chạy. Đang quay mà. Sao mà không dược đó? Dược gì? Dược luôn anh. Ừ. Ủa lý do tại sao cái gì tắt lại? Dược rất dầu, rất nguy liệt rồi. Rồi có anh ai? Nè, coi. Đó giờ nói gì chuyện khi anh em mình cờ gỡn các bạn, mấy giật sóc cũng rất là nguy hiểm ha. Chạy ra đâu không chạy. Chạy quá các bạn ơi.
nó chạy nó bay không anh. Giật nữa. Con này chưa biết nó nè. Bỏ máy hả? Đi đây đi con. Tao chạy mày. Sao mà em bớt cần ga xuống hết là nó tắt đó. Lên thì nó mới chạy. Nó chưa đủ dầu trong máy. Dạ. Tại vì để đại đại là cho dầu không lên nè. Dạ. Mà cứ kéo càng tắt nó không ngắt dầu. Dạ. Là cái máy đó là máy vượt tốc. Mười cái nhưng mà. Rồi sao? Giờ cương bản tôi biết điều khiển chạy là chạy được đó. Rồi. Điện máy anh qua anh ấy đi cho thằng được. Rồi. Đi ra. Đi vô vô cưng. Đi, đi, đi vô nhà đi. Máy này nguyên nhỏ vô luôn. Khả năng là như mình nấu chậm vậy. Vậy em có muốn dầu. Vậy mở nước nha. Mở nước còn quay luôn. Rồi học quá các bạn. Còn đang gấp máy là chỉ có chạy thôi chứ không tắt được. Vip 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 nha. Cái giò xe nó bên này, nó tỏ ra luôn. Tỏ luôn à. Nó chạy ngồi hết nhớt vậy. Trời ơi. Trời, quay đi. Nó tỏ luôn hết à. Giờ cái máy này không dầu ăn nhớt à. Như cái giò xe cái giờ. Tỏ tỏ ra luôn. Các bạn để quay được lúc tỏ tỏ đi. Anh sao? Cứ để cho em một góc một đi là được rồi. Nó nổ là được rồi. Đập tay nè. Từ từ để bên kia. Giờ thì thêm một bác thợ nữa các bạn. Không biết là kinh nghiệm của bác này là đủ trị cái máy này không đây. Bắt an dữ vậy trời. Lần đầu tiên chúng ta mới chạy thử mà các bạn mình thấy nhớ cái dầu nó chảy tầm này bưng nó lên giờ nó không lên đọt cái kênh kia sau một hồi thông báo thì hai em thoải mái kênh kia chưa đủ pin hôm nay ai gắn lên đừng có bớt cái sự mạnh đúng chân á không dầu nổ nó nổ ống dầu ra luôn chú lại dán keo thấy không ống dầu nó mòn hết trơn cái chợ ống vô dán keo AB luôn á chú. Đây nha.
Dọn dưới này sao dọn nhất tại lẹ. Trời ơi, mới để con cái muốn cái hai lớp nhớt rồi. Rồi để chú lại chỉ con chú lại con vô dẫu con đứng chú lại. Bạn nào muốn nổi tiếng thì mua cái máy này về, các bạn mang tiếng là cả dụng luôn. Lượm đồ món. Trời ơi, hứng đi, cưng hứng đi rồi, đổ vô. Không được, căng anh đi nữa. Không được rồi, cái máy này mọi người mua có hành 10 phút rồi các bạn. 3 tiếng. Để lại anh đi được không? Nhắc lại anh đi được không? Cho nó quay. Được kìa, yếm kìa. Trời. Tắt đi, tắt đi cho nó dịnh đi đi. Dạ, 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 thôi. Tắt được, tắt được. Này mua máy gặp này làm thấy mẹ luôn nè. Thử gì mà chịu nổi. Sau tác phẩm của Hoàng Thành thì một tháng mấy để đại tu các bạn. Gan ti thì ngon. Lý do là heo bỏ vô các bạn, cho nên nó chưa có đồng bộ cho lắm. Này bác phải nhờ anh Văn Lại Nguyễn hỗ trợ một phần nào đó nha. Dàn hơi thì nó cũng như cái lô luôn các bạn, thối chỗ nào cũng có ha. Với lại cái co dầu lên nó cũng bị xì lỗ mọt các bạn. Nó chạy luôn rồi. Rồi bảo hành 10 phút được các bạn. Mua cái máy muốn thợ đi. Chắc có lẽ là bét không có đều các bạn. Góc nào có góc thôi, đừng có di chuyển nhiều.
chạy được cốc đề cũng tổ tổ tổng thọ dữ rồi. Có một giọng không kỳ vậy ta. Trời ơi. Ủa, ông Bích cho này nghỉ mệt chút đi anh Nam ơi, quá trời khói rồi. Bích là gì đó mà lần nữa. Ngon tóc bề quá luôn các bạn. Khói mực mệt trời hết rồi.
là chạy bằng con heo dầu hay là bằng tay nữa. Trời ơi, đó trên kia rồi. Mình sẽ nói chuyện giải trình cho mọi người nghe. Ủa vậy là chạy trực tiếp bằng bơm dầu tay đúng không hả? Buông là tắt. Người bơm mới được. Trời ơi trời. Là cái máy 8 triệu đấy. Nãy giờ thì mấy anh em mình cũng chật vật và hồi hộp và sợ sệt. Cuối cùng thì cái máy này cũng đã ok các bạn. Okay. Thì ok tức là nổ được các bạn chứ không phải là chạy xong nha. Thì trước khi kết thúc video mình có vài lời nói như thế này, có nghĩa cái máy này là Hoàng Thanh chuyên để phục vụ cái kênh chế tạo phục hồi của Hoàng Thanh nha, chứ không phải là làm cái máy này để mà kinh doanh mua bán này nọ. Mất công mọi người xem nói lại cái máy như vậy mà cũng đăng lên rồi câu view câu like hay là buôn bán gì đó. Mình xin nhắc lại như vậy để cho các bạn xem, chủ yếu là video nội dung này là để cho mọi người xem giải trí. Thật sự thì anh em mình đứng gần gần quay cũng rất là sợ các bạn. Sợ nó bánh chớn là bánh chớn. Thôi thì mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp trên kênh của mình.